Tài khoản Techcombank, xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Và tiếp theo đây, tôi xin được trân trọng công bố các giải thưởng cá nhân dành cho các anh Tài. Các giải thưởng này bao gồm: phần 1, giải thưởng do chính các anh Tài bình chọn cho nhau. Phần 2, giải thưởng do nhà sản xuất trao tặng. Tất cả những giải thưởng cá nhân này đều dựa trên những quan sát trong suốt thời gian 4 tháng thực tế. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với các mục giải do các anh Tài bình chọn. Xin được công bố và trao tặng đầu tiên, đó là giải anh Tài của các anh Tài, X-Brother. Anh Tài là người anh hoặc người em được các anh Tài khác yêu thích nhất ở ký túc xá. Kaka. Tôi xin mời nhà báo Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban văn nghệ Đài truyền Việt Nam sẽ lên công bố và trao tặng giải anh Tài của các anh Tài, X-Brother. Ta hồi hộp không biết các anh bình chọn cho ai. Bản thân tôi khi được công bố một giải thưởng đầu tiên, tôi cũng rất hồi hộp. Và tôi biết chắc rằng cái cảm xúc này của tôi cũng sẽ giống như 33 anh đang ngồi trước sân khấu và cũng như tất cả các khán giả trước màn hình, chúng ta đang mong chờ giải thưởng đầu tiên. Và tôi xin được công bố, xin chúc mừng anh Tài nhận được giải thưởng anh Tài của các anh Tài, X-Brother, anh Tài Tự Long. Anh Tài Tự Long. Xin chúc mừng thầy Tự Long. X-Brother. Đây là anh Tài, được các anh Tài bình chọn. Chúng ta cùng chúc mừng anh Tài Tự Long, X-Brother. Xin gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất tới những người anh em thân thiết trong gia tộc của tôi. Tôi nghĩ giải thưởng này đối với tôi là một trong những giải thưởng cực kỳ danh giá. Tôi hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống của chúng ta là một sự cọ sát. Và nói như Trương Thế Vinh, bất kỳ một sự cọ sát nào cũng sinh ra lực. Và động lực của chúng ta đó chính là phát triển. Xin chân thành cảm ơn. Chúc mừng anh Tài Tự Long, người đã nhận được tình yêu thương của các anh Tài. Cảm ơn nhà báo Trần Hồng Hà. Why Could Be by Fire Story đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20:00 trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Giang Quanh thứ bảy hàng tuần.